Xin chào tất cả bạn nhé. Mình ra đây mình quay cho bạn xem là cây cây mới ở trong này này. Đây. Cây mới bắt bắc ngang từ cái gốc này. Xa đây. Đấy, ra cái cành này. Và mình bố mình đã nhốt con vẹt vào cơ này. Nhốt con vẹt vào lồng này. Đấy, nhốt vào lồng chứ không thì ra đây. À, để mình ra đây mình cho các bạn xem con vẹt nó phá hoại như thế nào này. Đây, cây thì ấy gãy hết đấy bạn này. Con vẹt gặm ấy. Này, lá sơ sài hết luôn. Ở đoạn này mới đầu có lá. Có lá có hoa giờ thì con vẹt gặm hết rồi. Đây cả trên này nữa này. Đấy, vẹt nó gặm hết. Chẳng còn cái gì. Nên là bố mình mới bắt nó ra đây ấy. Bắt nó ra kia kìa. Đấy, và một đôi yến phụng. Yến phụng đâu nhỉ? À đây. Đây, nó bay ở đây này. Đây. Yến phụng. Đây. Đây là lồng của yến phụng lúc trước này. Yến phụng cũ ấy. Đôi một đôi ấy. Đấy, đôi già của nhà mình ý. Đấy, một đôi già kia kìa. Đấy, mình đã thả nó ra rồi các bạn ạ. Thả nó ra trong cái vi này mong là nó sẽ đẻ. Mong là đẻ thì nuôi cho nó sinh sản thì nó mới vui hơn, chứ mua về nuôi này thì không hay bằng mình tự nuôi mình ấy. Giờ mình sẽ bóc ngô này ra cho con vẹt ăn các bạn nhé. Bóc ngô cho vẹt ăn. Chứ bình thường mình cho ăn kê đấy, để kê ở trong này, này. Đấy, một đống kê ở trong đấy. Có sáo trong này này. Bình thường sáo hay tắm ở kia kìa. Trong cái hồ kia. Bóc rất khó. Này, vẹt đang nhìn ngô đấy các bạn này. Đấy, vẹt đang nhìn ngô ấy. Để xem mà được ăn ấy. Xít thì rơi mất điện thoại. Giờ mình sẽ thả vào trong này ngô vào trong này cho con vẹt ăn nha các bạn nhé. Một tay nên là mình phải dùng răng. Mình dùng răng mình cắn ra. Này. Giờ mình sẽ ui, cái lồng bên này. Giờ mình sẽ chuyển sang bên này. Mình cho vào đây cho nó ăn. Con vẹt nó ăn này. Đấy. Cho đây mình cho con vẹt xem mà con vẹt nó ăn không nhá. Đây. Đấy, nó gặm này. Nó thích ngô màu vàng hơn. Đấy, ăn rất ngon luôn này. Ăn đi, ra đây làm đi. Này. Ngứng nó phải hồng cơ thì nó mới nói được. Chứ giờ nó vẫn chưa màu hồng. Giờ mình sẽ quay lại con gì nhỉ? Con quế lâm. Đúng rồi. Quế lâm nhìn cho kỹ này. Chứ mình mới thả ra mình chưa quay được này. Đấy, quế lâm này. Ngực kia nó đỏ, mỏ đi màu vàng. Đấy. Để giờ tí nữa ấy, mình sẽ nó nếu mà nó bay ra đây thì mình quay cái cảnh mà nó chi tiết nhất các bạn nhé. Và mình đăng một video ngắn lên nữa. Buổi tối xem là mấy con chim nó làm gì, ngủ ở đâu. Chắc là nó ngủ ở cây này này. Cây mới. Mới trồng ở đây này. Ba khuyên mà hot ghê nhỉ. Đấy. Thôi nhá các bạn nhá. Mình chỉ quay hơi ngắn. Này, cả cái khúc gỗ kia nữa kìa. Đưa vào hết trong này. Thôi các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm nhiều video hơn nhé các bạn nhé. Giờ đi mình chào tạm biệt các bạn nhé.